Cái gì cơ? Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay ba anh em già Thanh Minh nha mọi người. Có chị Thanh Minh đúng không? Đó, tại vì mấy ai cũng đi trước rồi, còn em thì đi sau. Cho nên là em đang với mấy anh em chạy ra ngoài nha. Mắt kính này, mắt kính con gái, con trai không biết như là có đeo nha. Đó, không quan tâm nha mọi người. Đây, hiện tại em đang trên đường qua cái tàu lửa, câu lửa nha. Đó, đây là trường tiểu học của xem học này. Còn đây là xã. Thật sự em hay bị bắt vô đây nè. Hỏi lời khai nha mọi người, đây nè, các bạn nha. Vào vị trí sông mau nha mọi người. Đó, đây là cái mộ. Sẽ đây đó, sẽ bày tiếp cho mọi người cùng xem nha. Bài ba mình đây, đây là cái chỗ mà mộ của ông bà nội, ông bà ngoại chứ, với lại cậu này kia. À, đầy đủ con cháu luôn đang không có tờ số đâu à. 42 tờ thôi. Còn có bao nhiêu tiền chưa đủ 5 tờ đấy. Mua số, vô đây là mua số. Lấy tờ thôi hả? Đây cậu, đây là cũng là anh. Đây cũng là anh luôn nha. Đó, anh này mặc nó ngầu ta. Không, không thấy. Kiên. Đây là cũng là mấy anh em họ nha. Đây là anh nói. Đẹp trai chưa? Nhưng mà chưa có vợ nha. Đây, anh này cũng vậy luôn, chưa có vợ luôn. Anh đáo độ cũng chưa có vợ luôn. Đó. Một hai đứa hả? À? À, đây là anh Phạt cũng chưa có vợ luôn nha. Đó. Đẹp trai chưa? À. Đây là mộ của bên ông bà ngoại. Rồi đây là cậu. Đây là cậu ba. Tại có tài sản không hả? Tài sĩ á, đầu tư. Nói chung là không biết nói thì mọi người thông cảm nha. Đó, còn hai anh lớn thì với lại ông ngoại thì nằm đây rồi. Đây là mấy con cháu tới bên đây đông đủ luôn mọi người. Đó. Đây. Là cũng là cậu luôn nha, nhiều cậu lắm. À, bà ngoại em tới luôn nha mọi người. Đó, bà ngoại già cũng ra thắp thăm mộ luôn nha. Đây, bà ngoại. Là chú 10. Cậu 10 chứ lộn. Đấy, khóc nha mọi người, tới mùa lần nào cũng khóc nha. Đó. Đây mấy cô mấy mẹ rồi mấy cô mấy gì mấy bác bà rồi mua số nha. Tới này vô bánh cái là ngon lành nha. Đó, đây bà gì còn số tính này vô bánh rồi đó, bà cái này là 22 tờ đó. Đây bà ngoại nữa ngồi đó mua giấy số luôn đấy. Mấy xe trúng cái là ngon rồi đúng không? À. Ai à, lấy giấy số bà nội phát giấy số về. Ra tới lấy giấy số đi, người lấy tờ đi.
Rồi, tôi chị em à. Tôi là chị Phó. Bà ngoại phát lì xì nha. Tôi là vô 115655 nha, là em ở lại Việt Nam 8 tháng nữa mới về nha. Đó. Đây. Phát lì xì. Đâu tàu mới cho xin điếu à? Đi xe tàu à? Giờ nãy giờ cũng cúng xong nha mọi người. Giờ mấy con cháu đồ ăn cái lọc nha mọi người. Đó, ăn cái lọc để cái tải lọc. Cái tải lọc nhót nước đồ uống luôn. Đó. Con cháu trong gia đình không? Ăn tại chỗ luôn nha mọi người. Đó, cho nó vui nha, ấm cúng nha. Thích bánh có kẹo mình lấy ăn cái lọc ra, cái lọc mình nó mạnh khỏe. Thứ gì chịu nội à? Thay ông già đặng cho má là tình yêu mà mấy chục năm đời sống chung nhau. Bây giờ tám mấy anh sống chung đó. Bây giờ xa cách bây giờ lại tương phùng, hôm nay là tặng một cây bông cho cho bà vợ. Giờ chị cũng vậy, sấy lìa. Tắt thì cũng tắt. Tắt bao? Ông nội, ông ngoại này được á. Đó, hèn gì bà ngoại mê đúng rồi. Đó, thứ gì chịu nội. Giờ. Bà nói gì? Đi bê số à? Đi là ba con nói. Ba nói là kêu ông ngoại á. Ba chốt video nhậu xe cho ông ngoại đi lấy số nha, lúc này ai cũng trúng số hết nha. Đó. Có người có thằng đó. Vừa ngon không? Cô chờ có được gà thôi á. Lên mới vui hả? Nói chung mấy cả gia đình đi thăm linh xong rồi mọi người. Bây giờ gia đình này cùng ăn cơm. Đó, đây cậu đồ cô chú anh chị là các bác. Đây. Ăn cơm gia đình. Ăn cúng xong về ăn cơm gia đình. Đó. Làm hấp nha, vô nè. Đó. Vô. Yo. Đó. Đây. Ăn xong thanh niên xong về ăn cơm liền. Đây là vào đây là bên cô chú. Đây. Đó, nói chung là bên về em là thanh niên xong là ngồi xong ăn cơm gia đình xong mới được về nha. Cháu chắc hôm nay ăn được cơm gia đình xong rồi nhà ai lấy về nha. Đó. Anh Minh thôi, anh Minh trong nhà thôi. Đó.
Thôi bây giờ nói chung là bây giờ em xin chào tạm biệt mọi người nha. Bây giờ em ăn cơm cùng gia đình xong rồi ngồi chút xíu, mấy đứa bác thì về, một người ở bên Đồng Nai, một người bên Duy Linh nha. Nói chung là chia nhau đi về nha mọi người. Đó, về gia đình thôi. Đó.